Tia ti cà phê. Dạ, chào mọi người nha. Hôm nay thì ngày mưa bão mình lại có dịp cùng với thằng bạn mình đi quán cà phê gần nhà ở đầu lộ Cái Thiêu Hòa Khánh ha. Đây là quán TT ấy mọi người. Thì mời mọi người cùng theo chân mình đi khám phá quán TT này nha. Đây mình đang có mặt tại chỗ gần quốc lộ 1A, chỗ đầu lộ Cái Thiêu mọi người, xích lại xíu đối diện là bên Thiên Thành Tường. Sẽ có cái quán nước là quán TT ha, TT cà phê. Đó, mình đi vô đây thấy chủ quán đang sửa nè mọi người. Đây. Đây là mặt ngoài là giáp với quốc lộ 1A này ha. Cà phê pha máy luôn, TT cà phê. Mình bước vào bên trong không gian mình rất là thích quán này ha. Phía trước là có cái hai cái bàn như thế này để ngồi rất là đơn giản. Đó, buổi tối mình ngồi nghe nhạc rất là chill luôn. Đó, vô mình thấy trang trí, cái phần trang trí của quán nè. Món mới trà chanh nè mọi người. Đó. Để tí vô mình xem tham khảo cái menu. Cái menu bữa nay là tiệm quán TT đi lên cái ăn giá như thế này luôn nè mọi người. Mình thấy bị chói quá. Đó, bị dội ánh sáng á mọi người. Chói quá là khó thấy quá. Matcha trà nước dễ khát. Cực kỳ vô dầu soda đồ chiên nữa nè mọi người. Ở dưới thì mình nhìn thấy được ha. Còn phần trên thì mình thấy hơi bị dội ánh sáng á mọi người. Đó, không gian tiệm quán cà phê TT để trang trí nè mọi người, mấy cái bàn. Ở đây có cái cây nè, có cái thùng nghe nhạc bữa tối là mở rất là chill luôn kìa. Bản bắt wifi bằng tự viết luôn. Đây có cái trên này có cái gương. Có giữ cà phê nè mọi người. Đó. Mình đi dài dài mình quay cho khám phá cho mọi người xem cái không gian và cách trang trí quán. Đây là có cái giấy dán tường mọi người, đã dán lên rất là đẹp ha. Mấy trái táo nè. Cây táo đỏ. Quá đẹp luôn. Có nắp chai. Này cái bàn. Không gian quán cà phê này mình đi lúc này là vắng á mọi người, mình đang đợi bạn mình vô ha. Ở trong nè. Ở trong là cái bàn pha chế có rất là nhiều cái đẹp không. Ở trên. Bên đây. Rất là đẹp. Đợi bạn vô chưa nước luôn nha. Chắc hồi uống trà. Quá đẹp luôn. Không gian quán cà phê. Hồi này có hoa nè. Đây là có menu nè mọi người, trà, cookie. Matcha ở đây mình thấy rõ hơn nè, nãy treo lên kia bị chói quá khó thấy quá. Cà phê. Soda, cacao, soda. Địa chỉ là ở ấp Hòa Phúc, Hòa Khánh, cái bè Tiền Giang này cả nhà. Đó, giờ là quán nó đang bắn ha mọi người, do đang mưa á mọi người. Nên mình đục mưa ở đây mình đợi bạn mình vô sau ha. Đây cuối cùng là bạn mình đã chạy mưa á mọi người, đi vô trễ ha. Đợi hồi nãy giờ ra trước đợi ông đi vòng vòng đi quay hết được cái quán, clip của quán luôn. Mưa tự mấy tay về xuống gì vậy? Táo hả? Nhìn thấy đẹp quá vậy. Ai giống như chàng trái táo thiệt ha. Táo thử. Ăn. Táo chín hả? Ủa nở uống gì nữa? Đó. Menu đó. Cây táo này vậy thôi, nhìn đã quá ha. Có trái táo luôn nè, cây giả mình nhìn giống như chen thiệt chứ. Đèn. Chú quán ơi. Cho một líp tông nóng với một hồng trà. Hồng trà Phúc Bồn Tử kìa. Mới hả? Ờ một. Uống nào nữa? Phúc Bồn Tử uống thử đi. Món mới kìa.
một cái clip đông lắm rồi. Thôi nước đã ra rồi nè mọi người ơi. Đây là phút bồng gì? Hồng trà phút bồng tử hả? Là muốn mới hả? Là trái phút bồng tử là trái gì? Chứ phút bồng tử hả? Cho thằng đã uống cảm nhận nữa. Hương phút bồng tử hả? Ngộ với cái màu cái lạ nhá. Mà mình vẫn quen thuộc như cái nào là trà nước tông nóng. Vừa uống cà phê vừa chiêu hả? Này có cái bịch đường ti ti nè mọi người.